Từ những chiếc lốp xe hỏng tưởng chừng bỏ đi như thế này, bạn nghĩ chúng có thể được sử dụng để tái chế thành những vật dụng gì? Và đây là một vài trong số những ý tưởng độc đáo để tạo ra được những sản phẩm tái chế đầy sáng tạo từ lốp xe. Một bộ bàn ghế cao su, những chiếc chậu xinh xắn để trồng cây, hai chiếc xích đu khá cầu kỳ này đều được làm hoàn toàn từ lốp xe cũ. Hãy cùng xem chúng đã được tạo ra bằng cách nào. Để làm ra được những vật dụng này, công đoạn đầu tiên là chọn lốp và rửa lốp xe. Tùy theo kích cỡ đồ dùng bạn cần tạo ra để chọn lốp. Sau đó cắt lốp thành từng đoạn và tạo hình như mong muốn. Với bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của những người thợ cắt lốp, những chiếc ghế cao su vừa êm ái, vừa chắc chắn, lại hết sức độc đáo này đã được hình thành chỉ sau một thời gian ngắn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Đoàn Hải Hưng, chủ nhân của những ý tưởng sáng tạo này. Xin chào anh Hưng, anh đã làm những cái vật dụng tái chế từ lốp xe này lâu chưa ạ? Tôi làm cái này được khoảng 15 năm rồi. Trước đây là tôi học hỏi của bố tôi. Bố tôi để lại những cái nghề cắt lốp này cho tôi. Và học hỏi thêm về cái vấn đề làm bàn ghế lốp xe này là tôi học ở trong Sài Gòn. Thế những sản phẩm này thì nó có một cái thế mạnh như thế nào ạ? Những sản phẩm này nó có thế mạnh là độ bền bỉ với thời gian, thân thiện với môi trường. Những cái lốp xe mà vứt đi nhiều ấy, để mà cắt ra cho người ta tái chế lại như lấu dầu ấy, thì nó cũng rất là độc hại. Mà vứt ngổn ngang ngoài đường thì cũng nhiều, thì nó cũng ảnh hưởng môi trường. Tôi thấy là làm những cái này tôi gom lại về tôi làm thành những cái sản phẩm để sử dụng thì tôi thấy rất là thích thú. Để cho sản phẩm thêm phần sinh động, người thợ có thể quét sơn lên để tạo màu, hoặc với những sản phẩm chậu cây thì còn có thể vẽ lên đó những họa tiết ngộ nghĩnh và bắt mắt. Vậy là từ những đồ vật tưởng chừng như bỏ đi, chúng ta đã có thể tạo ra được những sản phẩm rất ấn tượng và giúp cuộc sống của chúng ta xanh hơn.